Các bạn yêu Lan trên toàn thế giới nhé. Hôm nay thì tôi có mặt tại trung tâm truyền hình quân đội, gọi là truyền hình quốc phòng Việt Nam ấy. Có cái logo cái quốc phòng Việt Nam đấy, rất là đẹp. Và để mà cùng với cả hôm nay hội Hoa Lan xuyên Việt cùng với cả kênh Hoa Lan TV có trao một số cái phần quà cho bên trung tâm truyền hình quân đội để chuyển cho cái lực lượng chiến đấu trực tiếp trong cái phòng chống dịch. Tại sao lại trao qua chỗ truyền hình quân đội này? Bởi vì là thực sự hiện nay chúng tôi không thể có đủ sức và cũng không có đủ điều kiện để mà tiếp cận trực tiếp đến với các cái lực lượng mà trực tiếp trong công tác phòng chống dịch. Thì như các bạn biết ấy, là dịch Covid thì nó đang hoành hành. Và cái một trong những cái lực lượng mà đứng đầu mũi chịu sào nguy hiểm nhất đấy là lực lượng ngành y tế, tiếp đó là đến quân đội, và thứ ba nữa tiếp đó nữa là của lực lượng công an. Công an cũng rất là vất vả, quân đội cũng rất vất vả. Thì lực lượng quân đội là rất nhiều đơn vị đã phải nhường cái doanh trại của mình để di chuyển vào trong rừng, ăn ngủ ở trong rừng, để nhường cái vị trí đấy để cho người cách ly, và rất là vất vả. Và hàng ngày lại phải từ cái khu mà ở trong lán trại trong rừng đấy lại chuẩn bị các cái lương thực thực phẩm, nấu nướng các thứ, lại chuyển ngược lại để phục vụ cho cái người cách ly đấy, cho nên là cũng rất là nguy hiểm. Và để đảm bảo an toàn cho lực lượng chiến đấu của quân quân đội cũng như là công tác phòng chống dịch thì hội Hoa Lan xuyên Việt cùng với kênh Hoa Lan TV thì có trao một loạt các cái sản phẩm để tôi sẽ quay giới thiệu các bạn đấy. Thì hôm nay thì hội Hoa Lan xuyên Việt cùng với cả kênh Hoa Lan TV đấy, thì có trao ba cái máy phun công suất lớn mà cái loại rất là tốt nhé, máy của hãng Honda đấy. Đây có dán tí cho nó có không khí thôi các bạn đấy, cũng rất đơn giản thôi. Thì có tặng ba cái máy này. Thực ra cái máy này trên thị trường nó bán cũng khá là cao, nhưng mà chị Dũng Nam là cũng có cái quen biết, cũng trao đổi với họ là mua cái máy này không phải để dùng, mà mua cái máy này để tặng cho lực lượng phòng chống dịch, cho nên là họ cũng giảm giá hết cỡ. Coi như là mình có thể hiểu là phía sản xuất ấy, tức là người đơn vị cung cấp máy này, họ cũng chung tay cùng với lại hội Hoa Lan xuyên Việt và kênh Hoa Lan TV để mà giúp đỡ, để mà cung cấp các cái vật dụng đến lực lượng phòng chống dịch. Đấy là ba cái máy này nhá. Ba cái máy này. Rồi tiếp đến này là lương khô. Lương khô này là cái loại mà đây, tôi quay bên này nó rõ hơn này. Là cái sản phẩm của bộ công ty cổ phần 322 của Bộ Quốc phòng nha các bạn. Đây là cái loại lương khô mà dùng cho gọi là phi công ấy, tức là cái loại là tốt nhất trong các loại lương khô luôn. Này là dinh dưỡng nó rất là đảm bảo và đầy đủ và đảm bảo an toàn. Thì có khoảng 20 thùng lương khô này. Rồi 400 lít nước rửa tay khô. Đây là cái nước, cái can nước rửa tay khô. Cái này là của Viện Y học Dự phòng Quân đội, của khoa vệ sinh thực phẩm dinh dưỡng, họ pha chế cái dung dịch này, một cái can này 10 lít nhé. Nhưng có 400 lít này. Dùng để trở lại cho mình. Và cái này là được sản xuất mà có giấy phép tiêu chuẩn đàng hoàng ấy, chứ không phải là ấy đâu. Đúng rồi đấy. Nắp can là tiêu chuẩn, đã mở ra là coi như là không gọi là đóng lại giả được. Còn đây là cái lọ nhỏ hơn này, tức là sẽ dùng cái bình rửa tay bằng loại nhỏ này. Nếu dùng hết thì chiết xuất từ cái can to này ra. Như vậy nó rất là tiện dụng. Ngoài ra thì đấy, ngoài ra thì có rất là nhiều cái giấy vệ sinh nữa này các bạn, có 1.800 cuộn luôn. Nhìn thấy giấy vệ sinh này nhá thì nhiều người cứ nghĩ là cái việc nó đơn giản quá, nhưng các bạn không nên nghĩ như thế nhá. Thực ra trong cuộc sống này, nhất là trong các cái hoạt động mà phòng chống dịch nói chung ấy, thì những cái giấy vệ sinh mà cái loại rất là tốt này nó rất là quý, bởi vì là
nó rất là thiết thực hàng ngày luôn, dùng hàng ngày luôn. Đấy, loại một mà loại nhìn là biết là chất giấy rất là tốt. Tại vì có những khi mình rửa tay khô rồi rửa tay bằng xà phòng nhưng mà sau đó thì không có giấy để lau tay khô đi thì cũng không đảm bảo đâu. Cho nên là giấy cũng là những cái này, là giấy này cũng là của người yêu Lan tặng mà đúng không nhỉ? Nguyễn Hảo đúng không? Nick Nguyễn Hảo ở trên hình như là ở trên Bắc Giang. Có chuyển xuống một xe tải mà hôm qua chị Dũng Nam đã phải dùng tới hai cái xe cá nhân thì mới có thể chuyển hết được cái lô. Đấy đúng rồi. Vì hiện tại xe tải là không vào được. Xe tải thì chỉ có những cái xe mà vận hành chở những cái hàng mà gọi là hàng thiết yếu mà có đích đến rõ ràng thì mới có giấy phép thì mới được, còn nếu không thì không được vào. Cho nên là mọi người cũng rất là khó khăn trong cái việc mà gọi là truyền tải trực tiếp đến. Chính vì thế cho nên là anh em trong hội Hoa Lan Chuyên Việt cùng với cả Hoa Lan TV, đặc biệt là chị Dũng Nam. Đấy, hôm nay rất là xinh nhưng mà đeo khẩu trang vẫn thấy xinh nha các bạn. Đấy, thì có trao đổi và thống nhất quyết định là thông qua cái trung tâm truyền hình gọi là Quốc phòng Việt Nam của quân đội đấy, của Bộ Quốc phòng để trao. Chiều nay thì ngay lập tức là chiều nay, theo tôi biết là các anh ở bên trung tâm truyền hình quân đội thì ngay chiều nay sẽ chuyển cái này đến một số cái đơn vị ở quân đoàn 1, là cái đơn vị, những cái đơn vị mà trực tiếp trong công tác phòng chống dịch Covid đang rất là cần những cái thứ này như thế này. Nhiều người có một số người nói với tôi rằng là các anh nên trao cho người nghèo ấy, các anh đừng trao cho những cái đơn vị chức năng bởi vì họ được bộ lo rồi, nhà nước lo rồi. Nhưng thực tế thì không phải đấy các bạn. Thực ra bây giờ tôi đã từng đi qua một số những đơn vị của bên, kể cả quân đội và công an, đặc biệt kể cả ngành y tế nữa. Mặc dù là chính phủ đã chi rất nhiều tiền cho cái công tác phòng chống dịch, các bộ ngành cũng chi rất là nhiều, nhưng mà thực sự là nó không thấm vào đâu so với lại cái nhu cầu đâu. Vì ví dụ như là y bác sĩ mà một ngày được phát hai cái khẩu trang, các bạn biết đấy, dùng khẩu trang liên tục một lúc là nó vừa hôi, nó vừa không đảm bảo an toàn đâu. Chưa kể là cái khẩu trang đấy nếu mà bỏ ra, nếu mà cứ đeo mãi như thế thì trong quá trình tiếp xúc ấy, nếu mà bị văng cái virus vi khuẩn từ cái người đối diện vào cái khẩu trang đấy, khẩu trang cái con virus đấy về mặt lý thuyết là nó có thể chui qua được cái khẩu trang đó để vào. Cho nên là nếu mà tốt nhất ấy, là có thể dùng trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Đấy, thứ hai nữa ấy, là nước rửa tay thì thường thường ví dụ như là ở trong đơn vị quân đội ấy, là người ta phát là khoảng hai người mới được phát một lọ, chứ không phải là mỗi người được một lọ đâu. Cho nên là phải chung nhau. Mà chung nhau như vậy thì ví dụ như vừa mới làm xong một việc xong thì cái người mà cầm cái lọ đấy, người ta đang không có ở đấy chẳng hạn, người ta đang di chuyển một chỗ khác chẳng hạn, ví dụ vậy, thì là không có để dùng. Chính vì thế rất là cần. Thứ nữa là những cái thực phẩm, những cái hôm mà trời mưa gió rét như thế này thì thực sự các bạn, nếu mà có một miếng lương khô thì rất là tuyệt vời. Trước thì đầu tiên thì cũng Nam cũng nói là định mua cái mì tôm, nhưng mà tôi thấy là dùng cái lương khô này nó hay hơn, bởi vì cái lương khô này thì nó vừa an toàn này, dinh dưỡng đảm bảo hơn cái lương khô hơn là cái mì tôm. Vì mì tôm mà ăn nhiều quá thì nó cũng rất là nóng và nó không phải là tốt. Chính vì thế nên là dùng cái lương khô mà loại tốt nhất này luôn. Một cái thùng này là cả gần triệu bạc đấy các bạn, chứ không phải ít đâu. Cái loại này ngon nhất, loại tốt nhất luôn. Chính vì thế thì thực ra thì cái số tiền mà hôm nay anh em trong hội Hoa Lan Xuyên Việt và kênh Hoa Lan TV đến nhờ bên truyền hình quốc phòng Việt Nam để trao đến cho lực lượng quân đội trực tiếp phòng chống dịch, thì thực ra thì số tiền nó cũng không đáng bao nhiêu đâu các bạn ạ, nhỏ thôi. Nhưng mà nó là cái tình cảm của người yêu Lan trên cả nước, thậm chí là trên cả thế giới nữa, nhiều nước trên thế giới nữa, mọi người chung tay. Thì các bạn có những người hỏi chung tay bằng cách nào, thì có những người thì người ta gửi cho chúng tôi một cái cây giống, một cái loại hoa, thì sau đó thì chúng tôi lại đưa lên trên hội Hoa Lan Xuyên Việt hoặc là trên kênh Hoa Lan TV để bán hoặc là đấu giá cái hoa lan đấy, giống hoa lan đấy. Thì những người nào mà yêu lan mà lại vừa sưu tầm được giống, vừa là góp một chút vào cái quỹ
để mà chia sẻ cho người nghèo cũng như là chia sẻ cho công tác phòng chống dịch thì cũng rất là hay, rất là tuyệt vời. Cái hoạt động này thì thường cũng là một cái hoạt động thiện nguyện ấy, là một trong những hoạt động thường niên của Hội Hoa Lan Xuyên Việt cũng như là của kênh Hoa Lan TV. Ở trên Hội Hoa Lan Xuyên Việt thì anh anh Hà Như Thịnh ấy, nick Facebook là Hoài Phong, thì anh ấy thường xuyên cùng với cả chị Dũng Nam này là thường xuyên nhận cây và đấu giá để mà gây quỹ giúp cho học sinh nghèo rồi những cái trường hợp mà hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì khi mà có cái dịch Covid ra thì chị Dũng Nam cả anh Hoài Phong đã tổ chức 3-4 cuộc đấu giá rồi để mà gây cây quỹ. Trên kênh Hoa Lan TV thì cũng cứ nhận được cây là tôi lại lên sóng để mà gây quỹ. Thế sau đó thì mỗi người một chút góp vào như vậy. Có những người thì không ủng hộ trực tiếp bằng tiền được, hoặc là cũng không mua cây, nhưng mà cũng rất là quý ở chỗ là mọi người vào cổ vũ động viên những cái hoạt động của anh em như vậy, cũng là một cách hay. Thì cũng phải nói với các bạn là cái số tiền nó không phải là quá lớn, nhưng mà khi mà chúng tôi truyền thông như thế này thì không phải là để khoe khoang hay là để gọi là gì nhỉ, để mà tự sướng với nhau, không phải thế, mà đây là một cái việc mà có ý nghĩa của sự chung tay của rất nhiều người vào cái việc chung của xã hội. Chính vì thế cho nên là những cái tốt này cần có nhiều người biết hơn để lan tỏa nó, chứ để mà cả nhiều cái tốt được nhân lên thì những cái xấu nó sẽ giảm bớt đi. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ các chương trình thiện nguyện của Hội Hoa Lan Xuyên Việt cũng như là của kênh Hoa Lan TV. Đấy, hôm nay thì có mặt tại cái ở đây thì giờ này là cái việc mà hoạt động trao cái số quà này là đã xong rồi. Đấy, thì nhưng mà có chị Dũng Nam đây này, muốn rất muốn là chị nói cho mấy lời chia sẻ cho anh em yêu Lan trên cả nước một chút về cái hoạt động này của mình cũng như là cái những cái dự định sắp tới như nào. Thực ra thì bản thân mình thì mình cũng là một người yêu Hoa Lan và mới biết Hoa Lan chỉ một năm nay thôi. Thế nhưng mà khi mà biết đến Hoa Lan rồi mới thấy cái tình cảm của những người yêu Lan thật sự được gắn kết trên cả nước. Đây mình nói đây là trong và ngoài nước luôn. Thế nhưng mà những cái lời cổ vũ động viên cho đến những cái nhánh Lan rất là nhỏ, cái sự chia sẻ của các bạn, thì đây hiện thực là đây như trước mắt tôi đây là những cái để mà chúng ta cùng nhau đóng góp, cùng cả nước để mà chung tay để phòng chống và dập bỏ cái dịch Covid-19 đang hoành hành trên cả toàn thế giới, chứ không phải nói riêng cho mình, cho nước mình. Nên là rất mong là có sự đồng hành của các bạn, các cái lời cổ vũ rồi những món quà kể cả rất là nhỏ thôi nhưng nó vô cùng ý nghĩa. Nên là rất mong là trong Hội Hoa Lan của chúng mình cũng cùng chung tay với nhau để làm những việc thật sự có ích cho xã hội và giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn nữa. Dần dần chúng mình cũng cùng nhau, tất cả trong Hội Hoa Lan mình cùng nhau làm những cái việc mà có ích, vừa chơi hoa lan nhưng mà lại phải có những cái việc có ích cho xã hội nữa. Đúng rồi. Đấy nó rất là quý. Rất mong sự đồng hành của các bạn Hoa Lan trên toàn quốc. Quá tuyệt vời, cảm ơn chị Dung Nam. Anh có lời nào chia sẻ mọi người không anh? Cảm ơn những người chơi lan Xuyên Việt. Chúng tôi là những người lính, những người làm báo của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Chúng tôi chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của Hiệp hội chơi lan Xuyên Việt đã đồng hành cùng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Những cái hàng này chúng tôi sẽ mang đến tay còn những cán bộ chiến sĩ và 1.800 người dân đang cách ly ở khu vực toàn bộ của khu vực quân đoàn 1 ở Tam Điệp và ở một số nơi trong cái địa bàn của quân đoàn đảm nhiệm. Lần nữa thì xin chân thành cảm ơn các hội chơi lan Xuyên Việt đã đồng hành cùng chúng tôi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đấy, các bạn thì một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Hy vọng là các bạn tiếp tục đồng hành ủng hộ các cái chương trình hoạt động thiện nguyện của Hội Hoa Lan Xuyên Việt cũng như là của kênh Hoa Lan TV. Một lần nữa trân trọng cảm ơn. Ngày 6 tháng 4, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tổ chức tiếp nhận quà tặng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 từ Hội Hoa Lan Xuyên Việt và Hoa Lan TV.
Tại lễ tiếp nhận, đại diện Hội Hoa Lan Xuyên Việt và Hoa Lan TV đã trao tặng các hiện vật bao gồm máy xịt khử khuẩn, lương khô, nước rửa tay khô và giấy vệ sinh. Là đơn vị kết nối, ngày hôm nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã bàn giao số quà tặng này cùng 100 bộ quần áo bảo hộ do công ty sản phẩm Việt Nagoya, Nhật Bản ủng hộ cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Đây là hoạt động thiết thực để lan tỏa hơn nữa sự đoàn kết và chung tay của cả cộng đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.